Bố mày tay ngắn nhưng mà bố mày thịt mẹ biết quạt, biết quạt, múa quạt. Rồi, bây giờ mình sẽ thử chơi một mình một trận trước nha. Đấu thường đúng không? 5 vs 5. Sẵn sàng. Ok. Xuôi. Mình sẽ chọn... Địt mẹ! Thằng chó kia là chọn con Van Helsing của mình rồi. Mình đánh con gì giờ ta? Địt mẹ! Có mỗi con tao biết đánh. Địt mẹ! Chọn mẹ mất của tao, tao đánh con gì? Thiếu trận thủ à? Con gì giờ ta? Ôi địt mẹ! Chết rồi! Ôi địt mẹ! Đánh... Chọn con gì này? Thằng lôn! Cảm ơn bạn đã vừa donate nha. Hồi máu. Đội mình. À, địt mẹ. Thôi ăn sẵn rồi rồi. Thôi. Biến về. Hồi máu. Mẹ team mình kìa, trông ngu không? Địt mẹ, mấy thằng đi mid làm con cặc gì. Địt mẹ, đéo sao hỗ trợ mình. Mẹ thấy mình yếu. Làm sao để tắt được cái thông báo Facebook địt mẹ, đừng kết bạn tao nữa. Khổ. Cá lồn mẹ mày. Từ từ nhá, mình đánh nốt trận xong mình ra mình tắt thông báo ạ. Mày ít mẹ à mày. Mày ăn luôn rồi con ạ. Ít mẹ à mày, láo à. Giá cái gì em ơi. Đừng. Đợi mình một lúc nữa đi mẹ mình. Xóa. Anh biết rồi Quốc Anh ơi, anh đang stream. Đợi mình đánh nốt trận này mình ra mình xóa Facebook với cả xóa mét đi, tí mình đào lại. Thuốc lắc cái gì, chuyển khoản cái gì, mình gì nhở? Mình mua con chuột, khổ quá. Địt mọi ạ. Thôi chạy đi. Lồn kia địt mẹ ngu thế. Địt các mẹ khó chịu ấy nhở. Mệnh cái đéo ở đây. Xả nốt. Đéo ai làm phiền luôn. Gì đây? Well, anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai? Nhưng mà không phải ai mình cũng bừa bãi và cặp kẹt nhiều quá, hóa ra là thừa thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh, dù cho đôi mắt quá. Địt mẹ, mình chết oan luôn một mạng. Mày ăn lồn rồi con ạ. Địt mẹ mày. Bố mày tay ngắn nhưng mà bố mày địt mẹ biết quạt, biết quạt, múa quạt.
đi mẹ thôi, ăn rồi rồi. Còn mẹ đồng đội mình đâu? Đùa. Mua quần mẹ mình thích thời trang mà. Mua quần. Đi mẹ, các bác ở nhà, các bác ở nhà. Biến đi về các bác ở nhà kia. Quên mình không bạn nhìn bản đồ hiểu không? Lỗi mình các bạn ơi, mình quay lại đây. Địt mẹ chơi nó. Chơi nó anh em ơi. Địt mẹ chết thôi, địt con mẹ ô. Đi hết rồi. Chơi nó đi, địt mẹ chơi nó. Combo cam bùng đâu, vả bùng nó vô. Ơ địt. Đồng thế. Thôi đầu hàng luôn, địt mẹ còn trần chờ luôn đi rồi. Hello Thủy Như nha, hello anh. Nó áo cả. Cái địt mẹ đấy các bạn. Địt mẹ em đã đeo đánh được thì thôi, thì mẹ để cho bố mày nhận con đấy đi. Mẹ, tao mà cầm con đấy thì mẹ em chết hết. Khóa. Đấy là địt mẹ mình khóa được con này rồi các bạn. Địt mẹ lại thấy mình đánh nó lại khác mẹ luôn nhở. Nhưng các bạn yên tâm, trận này mình không fit nữa đâu. Thề. Trận này thì xanh vãi lồn luôn hiểu không? Trận này đéo bao giờ có từ fit luôn. Ơ con chó ấy, con chó đánh đâu ấy nhở? Địt mẹ. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Địt con mẹ mày, hai con. Nhờ? Sao nó có cái lồn thì mà nó bắn mình đau thế? Thôi có lẽ mình phải đi đường khác ấy, địt mẹ. Đường này cũng có con đấy rồi. Em nhờ mẹ, em ăn máu à? Anh ơi! Thôi, mẹ quay lại, địt mẹ của mình có đồng đội mà. Sợ lồn đi. Sao đánh từ lấy rồi vẫn chưa được mạng nào nhở? Bình thường mình đánh thì mẹ con này ghê lắm mà. Ui mẹ. Thôi mình phải đi bắt nạt mấy cái con địt mẹ mày nó tay ngắn rồi. Đấy, địt mẹ mấy con tay ngắn rồi. Tuổi lôn đấy, địt mẹ tuổi lôn đấy. Bắn bố mày, địt con mẹ mày luôn này. Chơi bố mày, địt mẹ mày. Móc cua gặp ngay con móc hạt. Địt mẹ mày tuổi lồn. Lên anh em ơi, lên luôn. Địt mẹ mày móc cua này. Mày cho nó phá địt con mẹ mày luôn. Vãi lồn thế nhở.